Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video ngày hôm nay tôi xin trân trọng gửi đến quý vị và các bạn một mẫu xe crossover 5 chỗ ngồi số tự động nhập khẩu nguyên chiếc quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V các bạn ạ. Ở thị trường Việt Nam thì gồm có những chiếc xe Honda CR-V, ví dụ như trong nước thì có bản 2.0, phiên bản 2.4, phiên bản nhập khẩu thì có phiên bản nhập khẩu Đài Loan là 2.0. Và chiếc phiên bản này cũng là nhập khẩu nhưng rất đặc biệt các bạn ạ, rất hiếm có tại thị trường Việt Nam. Đó chính là chiếc xe Honda CR-V nhập Mỹ các bạn nhé, nhập tại Mỹ, tại thị trường Mỹ luôn các bạn ạ. Đấy, và chiếc xe này được sản xuất năm 2010, đăng ký cuối năm 2010, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội. Và chiếc xe này lăn bánh được 8 vạn mai được các bạn ạ, 8 vạn dặm các bạn nhé. Tôi xin nhắc lại ở đây là 8 vạn dặm, nó không tính bằng km như ở Việt Nam. 8 vạn dặm thì nó rơi vào khoảng 15 vạn km rồi các bạn ạ. Đấy, 14 đến 15 vạn km. Và cái đồng hồ cam kết là chuẩn các bạn nhá, không tua. Đấy, rất là mới, rất là đẹp. Và khác với những phiên bản trong nước hoặc là nhập khẩu Đài Loan thì phiên bản 2.4 nhập khẩu Mỹ này chạy nó khác biệt luôn các bạn ạ. Tại vì tiêu chuẩn Mỹ là cao nhất rồi các bạn ạ. Tiêu chuẩn của Mỹ là tiêu chuẩn cao nhất, cho nên là chất lượng nó cũng tốt, đi rất là chắc chắn các bạn ạ, đầm chắc. Đấy, và chiếc xe này thì rất là đẹp rồi. Và chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Tất cả về chiếc xe Honda CR-V này còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng, thưa quý vị và các bạn. Đấy, lại bàn về đến cái giá. Chiếc xe này tại thời điểm năm 2010, giá nó cao hơn những chiếc xe ở trong nước rất là nhiều. Chính vì giá nó cao hơn cho nên là thị trường Việt Nam rất ít người bỏ tiền ra để mua chiếc xe này. Đấy, cho nên là vì giá nó rất là cao. Nhưng đến thời điểm bây giờ, sau 13 năm sử dụng thì các bạn ạ, chúng tôi chỉ bán nhỉnh hơn những chiếc xe trong nước có một chút thôi. Đấy, thậm chí là còn bằng những chiếc xe của trong nước của các bạn ạ. Đấy, 389 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318, 320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi. Và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V phiên bản 2.4 sản xuất năm 2010. Nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ này ạ. Mời quý vị và các bạn. Và ngay sau đây thì tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi, chúng ta cùng nhau đi tìm hiểu về chiếc xe Honda CR-V 2010 biển Hà Nội nhập Mỹ này quý vị và bạn nhé. Trước tiên thì tôi vẫn mời quý vị và các bạn cùng tôi đi một vòng quanh xe để xem về cái phần nước sơn bên ngoài cũng như là về cái phần thân vỏ, xem nào có bị đâm đụng hay là va chạm gì không các bạn nhé. Thì tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này thì tôi cũng vừa mới lấy về lúc sáng, chỉ mới đem qua đi rửa một chút bên vỏ thôi chứ cũng chưa có đánh bóng, chưa có dọn dẹp, chưa có spa gì đâu các bạn nhé. Đấy, cho nên là nhìn về bên ngoài thì những chiếc xe chạy Hà Nội các bạn thấy đấy ạ, nó cũng có xước sát này. Đấy, chưa có spa, chưa có làm gì cả, cho nên là nó hơi bị xước sát một chút các bạn nhé. Đấy, tôi sẽ spa sau, có như nào là tôi quay tôi giới thiệu trước cho các bạn xem này. Đấy, xước sát đây các bạn này, còn nguyên bản mua như thế nào là tôi đem ra tôi quay tôi giới thiệu luôn các bạn nhé. Xước sát thì cũng rất là ít thôi. Đây, cái phần thân vỏ bên ngoài các bạn thấy đấy ạ, những vết xước này phải quay vào sát thì mới nhìn thấy, chứ tôi quay xa là quý vị các bạn không thấy được đâu. Đấy, tôi quay giới thiệu rất chi tiết cho các bạn xem này, từng những cái vết xước ở trên vỏ của chiếc xe này nha. Vừa với lấy chiếc xe này lúc 10 giờ sáng nay thì tôi đem ra tôi quay, tôi đem ra tôi rửa, bây giờ thì tôi quay đây những cái vết xước sát ở trên thân vỏ của chiếc xe đây các bạn nhé, còn nguyên bản này, chưa có sơn lại, chưa có spa gì đâu các bạn ạ, rất là đẹp luôn các bạn nhé. Chiếc xe này chỉ có bị xước sát rất là nhỏ nhẹ thôi, không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì đâu các bạn. Rất là đẹp luôn quý vị các bạn ạ. Đấy, chưa có bị xước sát gì cả này, chỉ có phần thân vỏ bên ngoài một chút này, la răng cũng bị một chút ít thôi các bạn ạ, không có nhiều đâu.
Với chiếc xe này mà chúng tôi đem đi tôi spa thì nó sẽ rất là đẹp luôn các bạn nha. Màu đen. Đấy, nước sơn zin của chiếc xe này thì cũng còn rất là nhiều, cho nên là rất bóng bẩy, rất là đẹp đây các bạn này. Đấy, nhìn về cái phần đầu thì chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Và toàn bộ những cái phần nhựa này, cửa gió này, mặt ca lăng đều rất là mới, rất là đẹp luôn các bạn này. Kể cả những cái phần đèn. Phần đèn này thì chúng tôi chưa đánh bóng nhá. Đánh bóng đi nó rất là đẹp, nhưng chiếc xe này chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả đâu các bạn này. Cụm đèn rất là đẹp luôn này. Đấy, cụm đèn pha đều rất là đẹp luôn các bạn nhé. Phiên bản nhập Mỹ này thì có cả cửa nóc luôn các bạn này. Nhập cửa nóc có đầy đủ đấy nhé. Và tôi cũng xin chia sẻ với quý vị và các bạn, chiếc xe này mới lăn bánh có 7, chính xác là 7 vạn 9 dặm, 7 vạn 9 mai các bạn ạ. Tôi gọi là 8 vạn đi, 8 vạn mai đi. Và dàn lốp thì rất đẹp đây. Cả một cái dàn lốp Bridgestone này chủ xe thay từ năm 2019 các bạn ạ. Đấy, thay từ năm 2019, tính ra là 4 năm rồi. Nếu như những người nào chạy nhiều thì có hết cái dàn lốp này lâu rồi cơ. Đấy, mà cái dàn lốp này còn mới như này. Điều này chứng tỏ là bác chủ xe này chạy quá ít luôn. Chạy quá ít luôn các bạn nhá. Đấy, cả một cái dàn lốp này ai lại thay từ năm 2019. Thay từ 2019 đây. Đến nay là 2023, tính là 4 năm sử dụng rồi mà cái dàn lốp còn như mới thế này. Đấy, và tôi đến tôi mua xe thì chiếc xe này thì bác chủ xe để trong hầm chung cư. Đấy, để trong hầm chung cư mà tôi phải lấy xe tôi vào để tôi câu nổ chứ, vì là ắc quy bị hết điện. Đấy, bác bảo là lâu nay có đi đâu, xe toàn để một chỗ là chính, không đi cho nên là nó mới bị hết điện, phải câu. Đấy, 4 năm mà cái dàn lốp còn mới còn dày như này thì các bạn biết được là một chiếc xe chạy quá ít luôn các bạn nhá. Đấy, và đây nhìn đằng sau này cũng không có bị đâm đụng, không có bị va chạm gì cả quý bạn này. Còn nguyên bản hết này, cụm đèn sau thì rất mới luôn các bạn nhá. Cụm đèn sau này rất là đẹp luôn này. Đấy, cụm đèn này toàn bộ từ những cái chữ này, logo này đều rất là mới, rất là sáng quý vị các bạn ạ. Đấy, chưa có bị đâm đụng, chưa có dấu hiệu của sự đâm đụng hay là va chạm gì cả từ phía sau này. Rất là đẹp luôn. Đây là cái phần gầm quý bạn nhá. Tôi đang nổ máy tôi cho các bạn xem này, những cái phần gầm này. Chưa có dọn dẹp gì đâu, tôi mới rửa qua nên một chút thôi. Gầm rất đẹp. Những chiếc xe mà chạy ở Hà Nội thì quý vị các bạn yên tâm luôn về cái phần gầm. Không có bị va chạm hay là không có bị rỉ sét gì các bạn nhé. Đấy, gầm này rất đẹp luôn các bạn này. Đấy, tôi quay chi tiết cho các bạn xem đấy ạ. Toàn bộ cả những cái phần gầm này. Ống bô các bạn này, chạy nhiều hay chạy ít là cái ống bô, xem ống bô này chúng ta cũng có thể biết này. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Tôi quay rất chi tiết đấy các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe 2010 chạy 8 vạn dặm, rất là đẹp như này các bạn ạ. Nhìn về cái phần ngoại thất bên ngoài thì rất là đẹp rồi. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi xem về cái phần nội thất cũng như là phần keo chỉ option bên trong của chiếc xe. Mở chiếc cánh cửa bên lái cho các bạn xem nhé. Toàn bộ những cái phần keo chỉ đây, thưa quý bạn này, keo chỉ còn nguyên bản này. Chưa có mất một phân keo chỉ nào cả các bạn ạ. Đấy, keo chỉ nguyên zin. Táp bi cánh cửa đây còn nguyên bản và rất đẹp này. Đấy, nội thất rất đẹp luôn các bạn nhé. Toàn bộ những cái ốc bản lề cánh cửa này chưa có dọn dẹp gì thì nó bẩn như này các bạn này. Dọn dẹp đi thì nó rất mới nhé. Và đây là cái tem của nhà sản xuất đây các bạn này. Chiếc xe được sản xuất tháng 3 năm 2010 đây các bạn nhé. Tháng 3 năm 2010. Đấy, Honda American này. Chiếc xe này tại Mỹ các bạn ạ. Đấy, xe Mỹ các bạn nhé. Đấy, và đặc biệt này, cái bộ ghế da này là nguyên bản theo xe đây này. Ghế da này, da này da cao cấp các bạn ạ. Da cao cấp rất bền các bạn ạ. Càng chạy thì là nó lại càng mềm da ra. Càng chạy nó lại càng ngồi nhiều, nó lại càng mềm da ra các bạn nhé. Đấy, da xịn là nó như vậy đấy ạ. Đấy, vô lăng. Đấy, đồng hồ công tơ mét đây. Thưa quý vị các bạn, đồng hồ công tơ mét là chuẩn là 7 vạn 9 dặm đây các bạn nhé. 7 vạn 9 mai. Đấy, 7 vạn 9 mai luôn, rất đẹp này. Toàn bộ là chưa có dọn dẹp gì cả, những cái trần rất đẹp luôn các bạn này. Cửa nóc đầy đủ rồi, nội thất đây. Đấy, những chiếc xe Honda CRV đời trước đó thì nó có cái lối đi này rất là tiện này. Từ ghế phụ chuyển sang ghế lái cũng bước được này. Đấy, gương chiếu hậu gập điện. À xin lỗi quý bạn nhé, gương chỉnh điện thôi chứ gập tay. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cánh cửa phía sau bên lái cho quý vị các bạn cùng xem này. Keo chỉ này, còn nguyên zin này. Đấy, keo chỉ cánh cửa nguyên zin, táp bi cánh cửa đây ạ. Đấy,
nội thất đằng sau đây. Thưa với quý vị các bạn, chúng tôi lấy ra là chúng tôi về còn chưa có dọn đồ đâu nhé. Chỉ có rửa qua bên ngoài thôi. Dọn đồ thì của chủ xe tôi còn chưa bỏ ra hết này. Nhiều cái chủ xe không lấy tôi để nguyên này, chưa dọn này. Đấy, trần rất là sạch sẽ, đẹp đẽ này. Đấy, chưa dọn dẹp gì mà nó rất đẹp rồi đây. Cái da này tôi chia sẻ cho các bạn xem cái mặt trong của cái da này này. Đấy, quý vị các bạn đến xem trực tiếp thì thấy cái da này, da xịn của xe này, nó rất bền các bạn ạ. Đấy, đây cái da này, cái bộ ghế da này cực kỳ bền, da theo xe đấy, nguyên bản theo xe. Hơn nữa nó lại là xe nhập Mỹ, tiêu chuẩn của Mỹ bao giờ nó cũng cao hơn. Đấy, tiêu chuẩn Mỹ bao giờ cũng cao hơn những chiếc xe tiêu chuẩn về Việt Nam. Đấy, đây là thị trường Mỹ nó khác ạ. Tiếp theo tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi bước lên xe. Đấy, bước lên xe thì quý bạn xem đây ạ. Đầu DVD, đây là đầu DVD nhá, có sẵn đầu DVD rồi này. Và cái đầu DVD này nét căng luôn các bạn ạ. À, nãy đang mở DVD rồi mà tôi quên đấy. À, đĩa DVD này. Đầu DVD có sẵn rồi các bạn nhé. Và đây, vô lăng bọc da, tích hợp các phím điều khiển trên vô lăng này, kiểm soát hành trình cruise control này, hay còn gọi là ga tự động này. Đấy, đồng hồ công tơ mét này, 7.9 vạn, 8 vạn dặm đi, tôi gọi là 8 vạn dặm đi. Đấy, rất đẹp luôn các bạn nhé. Điều hòa tự động. Đấy, điều hòa tự động rồi các bạn này. Đấy, toàn bộ táp lô này, táp bi cánh cửa này. Đấy, những cái phần nỉ trần trên cửa nóc đây các bạn này, nhựa này, nỉ trần trên cửa nóc này đều rất đẹp các bạn ạ. Đấy, phải nói là rất mới luôn các bạn nhá. Những chiếc xe tiêu chuẩn Mỹ thì bao giờ cái túi khí nó cũng rất là nhiều các bạn này. Đấy, gọi là túi khí là quanh xe luôn các bạn ạ, túi khí đến tận đằng sau cơ các bạn nhá. Đấy, cho nên là quý vị và các bạn yên tâm luôn về cái độ an toàn của những chiếc xe tại Mỹ các bạn nhá. Cần số này, tay phanh thì chiếc xe này là phanh là dùng chân đạp ở kia nhé, phanh tay nhưng vẫn là dùng chân luôn đấy ạ. Đấy, rất là đẹp luôn rồi các bạn nhé. Và tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cốp sau lên cho quý vị và các bạn cùng xem nhé. Đây là cái cốp sau này. Đấy, cốp sau chưa có dọn dẹp gì cả cho nên là nó hơi bẩn một chút các bạn này, cho bẩn thôi, chứ dọn dẹp đi nó sạch nó lại như mới ạ. Đấy, toàn bộ những ốc cốp sau này là còn nguyên zin hết này. Đây, cho các bạn xem này, chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu. Chưa có một con ốc nào bị tháo ra đâu nhá. Những cái phần nhựa này còn nguyên zin này, chưa bị tháo này. Đấy, rất đẹp. Trần đằng sau này cũng vậy các bạn xem này. Đấy, toàn bộ những cái phần nỉ trần đều rất là mới, chưa có dọn dẹp gì đâu nhá. Và cái giá cốp này là cái giá cốp 2 tầng nha các bạn này. Đấy, chúng ta có thể mở cái này, gập lại đằng kia. Đấy, mở cái này hoặc gập lại được này, gập lại thành hai được nhá. Đấy, nhưng tôi để nguyên thế này đã để giới thiệu cho quý vị các bạn xem từng cái một. Gập được lên như này. Đấy, và phía bên dưới này là lốp xe cua đây các bạn này. Chưa có dọn dẹp thì vẫn còn nguyên đồ của chủ xe đây các bạn nhé. Đây, lốp xe cua còn mới tinh chưa hạ các bạn này. Lốp xe cua thì nó nhỏ hơn cho nên là còn mới tinh chưa hạ đây. Vì chủ xe hay dùng bơm, hay dùng bơm để bơm kích đồ nghề. Các thứ là còn nguyên bản hết luôn các bạn ạ. Đấy, còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Đấy, rất đẹp luôn các bạn ạ. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cửa phía sau bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Cánh cửa phía sau bên phụ đây, keo chỉ còn nguyên zin này. Keo chỉ nguyên zin, táp bi cánh cửa còn nguyên zin này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa này. Đấy, ốc bản lề cánh cửa còn nguyên zin luôn các bạn nhé. Đấy, nội thất đằng sau các bạn xem này, chưa có dọn dẹp gì cả mà chiếc xe nó đã đẹp như này rồi. Bây giờ mà dọn dẹp đi thì nó lại cực đẹp luôn các bạn ạ. Đấy, toàn bộ từ những cái phần trần. Đấy, quý bạn xem nó có mới không ạ. Đấy, rất đẹp luôn các bạn này. Một chiếc xe 2010 tính ra là 13 năm sử dụng rồi, nhưng rất là mới luôn các bạn nhé. Tiếp theo thì tôi sẽ mở cái cánh cửa phía trước bên phụ cho quý vị và các bạn cùng xem. Đây, cánh cửa phía trước bên phụ này. Toàn bộ keo chỉ cánh cửa còn nguyên bản này. Táp bi cánh cửa này còn nguyên zin, đẹp luôn các bạn này. Keo chỉ là còn nguyên nhá. Ốc bản lề cánh cửa cũng còn nguyên zin hết luôn này. Đấy, nội thất toàn bộ từ táp bi cánh cửa cho đến táp lô đây các bạn xem. Đều rất là mới luôn các bạn nhá. Táp bi cánh cửa này đều rất mới luôn.
Đầu DVD thì rất nét luôn các bạn này. Đầu này cái đầu xịn. Đấy, xe đầu xịn cho nên là xem nét lắm này. Đấy, xem rất là nét luôn. Ốc bản lề cánh cửa này, còn nguyên zin hết luôn. Đấy, rất là mới luôn các bạn nhé. Ở phiên bản nhập Mỹ này thì Honda cũng đã trang bị cho chiếc CR-V 2010 này là một cái khối động cơ xăng 2.4 lít các bạn nha. Dung tích là 2.4 lít đấy, kết hợp với hộp số tự động. Và cái động cơ này là chúng tôi cũng cam kết với quý vị và các bạn là nó còn nguyên bản đây các bạn này. Đấy, còn nguyên bản và còn rất mới đây các bạn nha. Chưa có dọn dẹp gì, tôi để còn mọc nguyên này, còn bẩn nguyên các bạn này. Đấy, chiếc xe này mà chúng tôi đem đi spa thì về nó rất là mới. Và hơn nữa là cái động cơ này chúng tôi đang nổ máy đây các bạn xem nhé. Đấy, đang nổ máy đây này. Động cơ đang nổ máy mà rất là êm các bạn ạ. Quý vị các bạn có thấy không ạ? Đấy, động cơ đang rất êm luôn các bạn nhé. Đấy, động cơ này là đang nổ nha các bạn nhé. Và đây là cái phần ốc cabo. Ốc cabo còn nguyên bản này. Keo chỉ cabo cũng còn nguyên bản hết luôn các bạn nhé. Tem này, tem cabo này còn nguyên luôn này. Tất cả các tem này còn nguyên. Điều này chứng tỏ là chiếc xe chưa có bị đâm đụng hay là chưa có bị va chạm gì cả các bạn nhé. Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về chiếc xe Honda CR-V sản xuất năm 2010, nhập Mỹ, đăng ký tên tư nhân, biển Hà Nội. Chiếc xe lăn bánh được 8 vạn mai rồi các bạn nhé. Và chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không ngập nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản luôn. Chúng tôi đang bán với giá là 389 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda CR-V nhập Mỹ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.